Lần đầu tiên em tới trường Trung học phổ thông Mai Hắc Bể thì em cảm thấy rất là bỡ ngỡ. Lần đầu vào thì cũng chưa quen ai kịp. Sau một thời gian học thì được thầy cô dìu dắt và nâng đỡ thì em cảm giác là được hòa đồng với bạn bè hơn và cố gắng hoàn thành chương trình cấp 3. Em nhớ nhất là một lần bị phạt chống vì các bạn với lại tôi nội chuyện. Thầy phạt em ở đây là thầy trưởng, thầy là thầy dạy tiếng và là bí thư của đoàn trường. Khi đấy thầy phạt chúng em vậy. Ngồi lên ngồi xuống rất nhiều lần khiển chúng em. Không thể nào đừng nổi được dậy nữa. Sau ngày hôm sau vẫn phải cố gắng đi. Em gắn kết 3 năm vì ngôi trường này cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà đối với em thì em vẫn còn muốn học thêm nữa. Bởi vì tuổi thanh xuân mà, mình vẫn còn muốn gắn liền với ngôi trường này mãi mãi để con trẻ mãi với ngôi trường này. Khi được đi trên hành lang trường mình trong những thời gian này thì em cảm thấy rất nhiều kỷ niệm ùa về, nhất là với sự giúp đỡ của cô Ngọc, giáo viên dạy giáo dục công dân thì em đã vươn đến và đạt được giải nhì môn giáo dục công dân tỉnh. Cô bồi dưỡng em thì cô thực sự rất là nghiêm khắc. Sự nghiêm khắc ấy thì cũng chỉ để em thành công trong kỳ thi học sinh giỏi đó mà thôi. Em vẫn luôn luôn mong muốn có một phép màu đó để đưa em về những ký ức đó. Tuy nhiên, thời gian và kỷ niệm nào cũng sẽ trôi qua. Đó là kỷ niệm em liên tiếp nhất khi chia xa mọi chuyện này. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Là chưa hôm nào đến. Khóa học 2020-2023 của trường Trung học phổ thông Mai Hắc Bể thì cũng có rất là nhiều cái điểm nổi bật. Tuy nhiên thì cô cũng thấy ấn tượng đó là các bạn có cái vẻ hồn nhiên và rất là tinh nghịch, cũng để lại cho ấn tượng trong thầy cô rất là nhiều. Và cô cũng cảm thấy rất là quý mến các bạn. Thực ra là chỉ còn gần một tháng nữa là các em sẽ chia tay mái trường, chia tay một khóa học trò. Thì dẫu sau này các em là có đi xa muôn phương, trường Trung học phổ thông Mai Hắc Bể luôn mở rộng vòng tay và mở cửa đón các em trong những ngày trở về. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa, để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này. Để đừng quên lãng, để đừng phai nhạt, để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Là 3 năm đã trôi qua, 3 năm kể từ ngày khai trường đầu tiên. 3 năm khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để biến tất cả nơi đây trở thành kỷ niệm. Còn nhớ ngày đầu bước chân vào cổng trường với cảm giác bỡ ngỡ lạ lẫm. Em khi ấy là một cậu học trò hồn nhiên vô tư, vẫn luôn mong ngóng ngày hè đến thật sớm để được nghỉ đi chơi, vẫn luôn mong ngóng thời gian trôi thật nhanh để được ra trường. Vậy mà ngay khoảng cách này em đã cảm nhận được hai chữ chia tay. Ra trường có nghĩa là sẽ chẳng còn được là cậu học trò hồn nhiên vô tư nữa. Tất cả những kỷ niệm của 3 năm cấp 3 chỉ còn là ký ức. Ước gì thời gian ngưng đồng lại để có thể biến nơi đây trở thành mãi mãi. Được học ở ngôi trường này chính là niềm hạnh phúc to lớn của chúng em. Chúng em xin hứa học tập và luyện liền để không phụ tấm lòng của thầy cô đã dìu dắt chúng em. Trong thời phút cuối cùng, em xin thay mặt toàn thể các bạn học sinh một lần nữa cảm ơn. Chúc quý thầy cố luôn luôn mạnh khỏe, có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa, để mình được sống trọn vẹn quanh khắp thiêng liêng lúc này. Để đừng quên lãng, để đừng phai nhạt, để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trên đường đời thì muôn vàn khó khăn, thì có những lúc mà các em khó khăn vấp ngã thì cô mong rằng các em phải tự tin vượt qua khó khăn để đi đến đích và thực hiện ước mơ của mình tươi sáng. Qua đây cô cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các em của khối 12, các em hãy là bình tĩnh, tự tin và chiến thắng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Và dù sau này trên vạn nẻo đường xa xôi thì các em luôn bình an, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Học sinh trường trung học phổ thông Mark Đệ, cố lên, cố lên! Chúng ta chỉ là sao.